Ok, thầy xin chào tất cả các con. Thế Rồi. hôm qua Việt Nam đá Timor 2-0 thầy. Dạ hôm qua ấy ạ, à? Có ạ. Thầy không được xem tại vì lúc ấy thầy đang dạy học, nhưng mà thầy có biết là thắng tỷ số 2-0. Bây giờ đang chung kết môn bơi rồi. Thầy nó nhiều môn lắm nên là thầy cũng không để ý được hết các con ạ. Ok. Nào, thầy đã chia sẻ màn hình rồi. Hôm qua ở nhà thi đấu Hà Đông vừa có môn bia ấy. Dạ đúng rồi ạ, có các con biết huyền thoại bia cái gì nhỉ, Reyes là cái gì nhỉ, Efren Reyes ấy, là đến 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 nhà thi đấu Hà Đông để thi đấu môn bia đấy. Có biết phù thủy không, được mệnh danh là phù thủy bia của thế giới đấy, được chưa nào? ông ý Ai nổi ông ý nổi tiếng lắm. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngay bây giờ nhá. Rồi, hôm nay nội dung của hôm nay của chúng ta ấy sẽ làm một số những bài đặc biệt một chút. Tất nhiên là không quá khó nhưng mà cũng không hề dễ. Được chưa? Bài đầu tiên khởi động là một bài kiến thức cơ bản thôi. Cho hai đa thức. Cho hai đa thức nhá. Các con có thể không cần viết đầu bài cũng được. Cho hai đa thức sau. Thứ nhất là đa thức fx. Thì đa thức fx này được xác định bằng như sau. 4x trừ 2x bình phương cộng với x mũ 3 cộng với 3x mũ 4 cộng x bình phương cộng x trừ 1. Hôm nay vừa học vừa chơi thôi. Nói chung là từ giờ đến lúc nghỉ hè các con chỉ vừa học vừa chơi thôi. Được chưa nào? Còn đa thức gx của chúng ta thì là 2x mũ 4 này. Trừ đi 2x cộng 2 cộng với 5x bình phương cộng với 5x trừ đi 3x mũ 4 và cuối cùng là cộng với 1. Câu hỏi dành cho chúng ta là gồm có 3 ý tất cả. Ý A này. Có thể các con không cần viết đầu bài nhé. Hãy thu gọn. Hãy thu gọn. Và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa, theo thứ tự này, theo thứ tự giảm dần của, để thầy xem nào, đầu bài nó chính xác là gì? Theo thứ tự giảm dần của lũy thừa. Được chưa nào? Theo thứ tự giảm dần của lũy thừa. Rồi, ok. Chấm. Cho biết hệ số cao nhất. Cho biết hệ số cao nhất. Phẩy. Hệ số tự do của hai đa thức. Được chưa? Cho biết hệ số cao nhất, hệ số tự do của hai đa thức. Ở đây các con bổ sung thêm cho thầy một cái nữa là cho biết bậc nữa. Bậc này, phẩy, hệ số cao nhất, hệ số tự do của hai đa thức. Đây là nội dung câu A. Thì xin mời các con hãy làm ngay cho thầy câu A này. Được chưa nào? Làm luôn câu A này nhá. Ai làm xong thì comment kết quả cho thầy. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang nội dung câu B. Hay là thầy viết luôn đầu bài câu B? Thầy viết luôn nhá. Tìm đa thức HX và KX. Hai đa thức này được xác định như sau. Kx này. Hai đa thức này thì được xác định đó là biết hx của chúng ta ấy thì được xác định bằng là fx cộng gx. Fx cộng với gx, được chưa? Rồi ok, đây là hx. Còn kx của chúng ta thì được xác định bằng như sau. Kx thì bằng fx trừ gx. Ok, đây chính là hai ý của cái bài này. Còn một ý nữa, lát nữa thầy sẽ hỏi sau. Ý mở rộng. Bây giờ trước hết là các con hãy xử lý bài này cho thầy nhé. Xin chào thầy. Dạ vâng, thầy chào con, thầy chào Thư. Nào. Hãy xử lý bài này cho thầy.
Thực ra cái này lý thuyết này phần này thì quá đơn giản với các con. Tuy nhiên ấy, thầy muốn các con làm để thể hiện được là làm một phát đục luôn thế thôi. Cho hai đa thức fx cờ x thì đã biết rồi, người ta yêu cầu là hãy thu gọn và sắp xếp hai đa thức này theo lý thứ tự giảm dần của lũy thừa, tức là biến x sẽ giảm dần bậc cao nhất, giảm dần xuống bậc thấp nhất. Được chưa? Sau đó, sau khi sắp xếp xong rồi thì người ta yêu cầu các con là hãy đi tìm xem đa thức hx và kx đó là tổng và hiệu của hai cái đa thức fx cờ x ban đầu. Làm luôn cho thầy đi. Ai làm xong thì comment lên thanh chat cho thầy. Đây, thầy viết luôn IC luôn nhá. Ai bạn nào làm tốt thì bạn ấy làm luôn IC luôn cho thầy luôn. Được. Tìm đa thức MX biết MX của chúng ta thì cộng với FX thì bằng GX trừ đi 3x bình phương cộng x trừ 2. Đấy, phức tạp chưa? Cô C nghe phải khó quá nhờ. Nào, cả lớp làm cho thầy bài này đi xem nào. Hôm nay chúng ta sẽ rèn luyện độ 2 bài đại, 2 hoặc 3 bài đại và 1 bài hình nhá. Phân bổ thời gian như thế là hợp lý rồi, được chưa? Để mà sắp xếp, thu gọn sau sắp xếp ý, thì trước hết là các con phải thu gọn trước. Thì thu gọn có nghĩa là chúng ta đi tìm xem những đơn thức nào có cùng bậc thì chúng ta sẽ thu gọn nó lại, ghép nó chúng lại với nhau và sau đó là thu gọn. Thế thì sau khi thu gọn xong rồi thì chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lũy thừa. Vậy thì chúng ta sẽ nghĩ đến việc là chúng ta vừa thu gọn và vừa giảm dần luôn. Như đấy, chúng ta thể hiện được trình độ đấy. Trình độ là vừa giỏi mà lại vừa thông minh nữa, không? Tư duy lại tốt, kỹ năng tốt. Vậy thì chẳng có gì để mà bàn nữa đúng không? Thầy xem nào, thầy đã nhận được đáp án đầu tiên của bạn là Khánh Linh. Thầy cảm ơn con ạ. Xem nào, thầy kiểm tra một chút nhá. Ok. Chuẩn luôn rồi. Ok, thầy cảm ơn con ạ. Ok, bài làm của con câu A chuẩn không cần chỉnh luôn. Đấy, chúc mừng Khánh Linh ạ. Ok, rồi Minh Đức ơi, con hỏi gì áng? Minh Đức ơi, con hỏi đi, xin mời con. Các con hình như là có kế hoạch được nghỉ hè rồi đấy. Sư phụ Nghĩa bảo là ở Zoom nó có cái gì mới ạ? Thế ạ? Thầy cũng chưa rõ lắm là cái Zoom nó có cái gì mới. Thế còn đâu sư phụ Nghĩa hình như đã có kế hoạch thông báo lên cho các con, hình như là chúng ta sẽ học hết tháng này đây. Học hết tháng 5. Dạ vâng ạ. Chép lại trực tiếp là gì thầy? Thầy chưa hiểu lắm ạ. Minh Đức ơi, con hỏi thế là như thế nào nhỉ? Thầy chưa hiểu lắm. Dạ vâng, thầy chào Tuấn Tài. Thầy chào Gia Bảo ạ. À dạ thế ạ. Dạ vâng, thầy chúc mừng Gia Bảo nhá. Ui ôi, học sinh giỏi ơi, sướng. Nói chung là các con học cả một năm học chỉ muốn là mình có một cái thành tích, đó chính là học sinh giỏi hoặc là học sinh xuất sắc đúng không? Tốt rồi. Vậy thì tha hồ nghỉ hè rồi. Dạ thế ạ, tức là phần mềm Zoom là có một cái mới cập nhật mới hả các con? Thầy lại cũng chưa được biết cái đấy nhỉ? Rồi thầy sẽ tìm hiểu sau nhá. Thầy sẽ tìm hiểu xong à. À, trong lớp thì có bạn là được học sinh giỏi, thế còn có bạn là bị học sinh giỏi, là bị bắt ép đấy. À, thực tế là không muốn nhưng mà bị ép phải học sinh giỏi. Được. Ok, thầy cho các con thêm thời gian là
4 phút nữa là phải xử lý cho thầy xong ý A, ý B. Nhớ nhá, 4 phút nữa là phải xong ý A và ý B. Nói chuyện cứ vẫn cứ nói, nhưng mà bài làm thì vẫn phải làm. Được chưa nào? Ok, thầy cảm ơn Khánh Linh ạ. Thầy cảm ơn Khánh Linh. Bạn Khánh Linh, bạn viết rất cẩn thận, gửi cho thầy rất cẩn thận, chi tiết đáp án luôn. Thầy cảm ơn con. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi xử lý nó các con nhé. Bắt đầu chúng ta sẽ đi vào từ câu đầu tiên này, bài giải nhá. Hãy thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên. Vậy đầu tiên thầy xin phép viết lại cái đa thức fx trước. Vậy bây giờ muốn mà sắp xếp được nó ấy, thu gọn nó và sắp xếp nó, thì đầu tiên thầy sẽ tìm xem cái đơn thức nào có bậc cao nhất. Cái này thầy đã hướng dẫn cả lớp rất rất nhiều lần rồi. Vậy thầy có được là 3x mũ 4, thầy xin phép đặt lên phía đầu tiên các con nhé. 3x mũ 4 này, đây chính là đơn thức có bậc cao nhất, đó là bậc 4. Sau bậc 4 là sẽ đến bậc 3. Vậy chúng ta sẽ ghép nó cộng với x mũ 3. Như vậy là hai thằng này thầy đã sử dụng rồi, thầy gạch chân nó này. Để như vậy là các con biết rằng là à, như vậy những cái thằng này chúng ta đã dùng rồi thì chúng ta không cần lưu ý đến nó nữa. Sau khi cộng x mũ 3 xong thì chúng ta sẽ đến thành phần là x mũ 2. Vậy cộng với mở ngoặc này, x mũ 2 trừ đi 2x mũ 2. Sau đó là cộng với thành phần 4x và cộng thêm với x nữa. Và cuối cùng là trừ đi 1. Vậy đến đây thì thầy được fx của chúng ta thực tế sẽ phải bằng như sau. 3x mũ 4 cộng x mũ 3 trừ đi x bình phương cộng với 5x và trừ đi 1 các con nhé. Và đây chính là đáp án cuối cùng của chúng ta đối với đa thức fx sau khi đã thu gọn và sắp xếp xong. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta chuyển sang thu gọn và sắp xếp đối với thằng gx. Cách làm hoàn toàn tương tự, không khác gì. Vậy đến đây ta được gx của chúng ta sẽ như sau này. Gx đầu tiên thầy sẽ lấy đơn thức có bậc cao nhất. Vậy trong trường hợp này bậc cao nhất của nó là gồm có hai đơn thức, đó là 2x mũ 4 và trừ 3x mũ 4. Vậy thầy xin phép đặt hai thằng này sát vào nhau. 2x mũ 4 này trừ đi 3x mũ 4. Như vậy đơn thức bậc 4 đã cho vào trong ngoặc. Bây giờ đến bậc 3 thì bậc 3 của chúng ta là không hề có, nó bị khuyết mất bậc 3. Vậy chúng ta sẽ xử lý đến bậc 2 các con nhé. Bậc 2 của chúng ta chỉ có duy nhất một thằng, đó là 5x mũ 2 thôi. Được chưa nào? Sau đó là đến bậc 1 thì bậc 1 của chúng ta là gồm có cộng với này trừ 2x và cộng với 5x. Sau đó là cộng với số hạng tự do. Số hạng tự do của chúng ta đó là 2 cộng 1 ở bên ngoài. Vậy đến đây thầy sẽ được gx của chúng ta như sau các con nhé. 2x mũ 4 trừ 3x mũ 4, vậy là âm x mũ 4 cộng 5x bình phương cộng với 3x và cuối cùng là cộng với 3. Được chưa nào? Ok chưa? Trừ x mũ 4 cộng 5x bình phương cộng 3x cộng 3. Và đây chính là đáp án cuối cùng của chúng ta nhé. Nào, bạn nào thành thật, có bạn nào bị nhầm lẫn không? Bạn nào mà cố tình nhầm lẫn thì giơ tay lên thầy xem cái nào. Đây là một hình thức cố tình. À. Chứ bài này thì không có lý do gì mà các con lại làm sai được, đúng không? Ok chưa? Như vậy ý đầu tiên là thầy đã xong cái phần thu gọn và sắp xếp xong rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái ý sau của cái câu đầu tiên nhá. Đó là như thế này này. Ở đây các con có thể bổ sung lên cho thầy này. Bậc của đa thức fx là chính là bậc của đơn thức
có bậc cao nhất. Vậy trong trường hợp này thì bậc của đa thức đó chính là bậc 4 các con nhá. Bậc 4. Hệ số cao nhất là hệ số đi với đơn thức có bậc cao nhất. Vậy hệ số cao nhất trong trường hợp này là 3. Và hệ số tự do, hệ số tự do đó chính là hệ số mà không đi cùng với x. Thì trong trường hợp này hệ số tự do của chúng ta thì là âm 1 các con nhá, là trừ 1. Đây này, chính là cái số trừ 1 cuối cùng này này. Uy tín chưa? Chuẩn luôn nhá. Rồi, với đa thức Gx của chúng ta thì không khác gì là mấy. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó luôn. Bậc của đa thức Gx trong trường hợp này đó cũng chính là bậc 4. Bởi vì là có đơn thức chứa x 4 là bậc cao nhất. Hệ số cao nhất trong trường hợp này nó sẽ chính là âm 1. Bởi vì đơn thức x mũ 4 này có hệ số là âm 1. Được chưa? Hệ số tự do trong trường hợp này thì là dương 3. Vậy đây chính là đáp án cuối cùng của chúng ta đối với câu A. Rồi, xin mời cả lớp, bạn nào mà cảm thấy là lúc nãy cố tình viết sai vào trong vở rồi thì bây giờ chữa giúp thầy. Chữa nhanh nhá, để chúng ta chuyển sang ý thứ hai. Lát nữa thầy sẽ cho các con làm thử một cái đề, một cái bài địa hình của trường AM, đề thi học kỳ 2 trường AM vừa rồi. Cách đây mới khoảng độ có vài hôm thôi. Dễ lắm. Dễ kiểu là dễ ở trong ngoặc ấy. Nên là nó cũng không khó mà cũng không dễ. Nói chung là bạn nào mà trình cao thì vẫn là ngon. Ở trong tầm. Nó ở mức độ gọi là khá khá thôi. Những bạn nào mà học sinh giỏi mà không làm được bài ấy thì thầy phải hỏi lại xem là không biết là không biết là có giỏi thật không hay là bị giỏi. Dạ vâng, thầy chào Ngọc Tâm ạ. Được chưa nào? Ok, bây giờ chúng ta xin phép thầy sẽ chuyển sang ý thứ hai nhé. Đó là ý B này. Ý B của chúng ta nó bảo rằng là tìm đa thức HX và KX. Vậy thì thầy sẽ lấy HX, KX vứt xuống dưới này để chúng ta tìm xem HX, KX của chúng ta là cái gì nhá. Đầu tiên là HX thì sẽ bằng tổng của FX cộng GX, tức là chúng ta đi thực hiện phép cộng của hai đa thức. Vậy muốn cộng hai đa thức thì chúng ta sẽ... Dạ vâng, thầy chúc mừng con. Được chưa nào? Chúc mừng con nhá. Tiếp tục phát huy để học kỳ tới điểm cao hơn nữa. Rồi ạ. Đây là fx của thầy, thầy đã vứt vào trong ngoặc. Bây giờ chúng ta sẽ cộng với đa thức gx cũng cho vào trong ngoặc luôn. Vậy ta có như sau này. Khi cộng hai đa thức thì ta sẽ kết hợp tất cả những đơn thức đồng dạng kết hợp lại với nhau. Cụ thể trong trường hợp này thì có thằng 3x mũ 4 và thằng trừ x mũ 4 này là hai đơn thức có đồng dạng với nhau đúng không? Vậy thì các con phá tung hai cái ngoặc này ra cho dễ nhìn hơn nhá. Sau đó là trừ này, trừ x mũ 4 này, cộng 5x bình phương cộng 5x cộng 3, 5x bình phương cộng 3x cộng 3. Vậy đến đây sẽ bằng như sau. Thằng 3x mũ 4 với thằng trừ x mũ 4 này ghép lại với nhau giúp thầy. 3x mũ 4 trừ đi x mũ 4. Được chưa? Sau đó đến thành phần là x mũ 3 thì chỉ có duy nhất một thằng x mũ 3 thôi. Vậy chúng ta hạ nguyên xuống. Sau đó đến thành phần là trừ x bình phương. Vậy cộng với âm x bình phương này. Sau đó là cộng với 5x bình ở trong ngoặc. Đến thành phần x thì chúng ta gồm có 5x và cộng thêm 3x nữa. Số hạng tự do của chúng ta thì cộng với trừ 1 cộng 3. Và đến đây thì các con sẽ được đáp án cuối cùng. Nào, thu gọn nhá. 3 mà trừ 1 vậy là còn 2x mũ 4 cộng với x mũ 3 trừ 1 cộng 5 tức là cộng 4x bình phương cộng 5 cộng 3 vậy là cộng 8 cộng 8x và cuối cùng là cộng với 2. Vậy đây chính là đa thức HX của chúng ta. Được chưa nào? Hoàn toàn tương tự thì thầy sẽ đi tìm xem KX của chúng ta bằng cái gì. Thì KX trong trường hợp này được xác định là đa thức FX trừ đa thức GX. Vậy chúng ta sẽ phải lấy hai cái thành phần ngoặc ở trên, nhưng bây giờ không còn là dấu cộng nữa mà đổi thành dấu trừ. Được chưa nào? Nếu mà giả sử các con trình cao rồi ấy, thì các con không cần phải đi đưa nó thành các ngoặc ấy đâu nhá. Trình cao rồi làm luôn. Vậy ta có này, thầy thử xem là trình thầy cao chưa này. 3x mũ 4 mà trừ trừ x mũ 4 vậy nó là 4x mũ 4 các con nhá.
4x mũ 4. Ok chưa? Là 4x mũ 4. Tiếp tục nhá. Đến thành phần x mũ 3 thì thằng này chỉ có duy nhất một thằng x mũ 3, vậy cộng x mũ 3. Trừ x bình phương mà lại trừ tiếp 5x bình phương nữa, vậy nó là trừ 1 trừ 5, tức là trừ 6x bình. Thành phần x của chúng ta thì gồm có cộng 5x mà trừ đi 3x, vậy là còn dương 2x. Trừ 1 trừ 3, vậy là âm 4. Vậy đây chính là đáp án cuối cùng của chúng ta nhá. Nào các con kiểm tra xem thầy làm có đúng không ạ? Hy vọng là không sai. Đó. Chắc không sai đâu, thầy trình cũng cao phết rồi. Mà đúng không lo sai. Được chưa, được chưa? Nói thế chứ thỉnh thoảng vẫn sai đấy. Ui thầy cứ mày. Cứ sơ ý cái là sai ngay mà các con. Chuyện đấy là chuyện bình thường mà. Đúng rồi thầy. Thiếu cẩn thận thì chắc chắn là sai luôn. Được chưa? Như vậy là ý B của chúng ta thầy đã xử lý xong và tìm ra được đa thức HX và đa thức KX của chúng ta nhé. Rồi xin mời cả lớp chữa thật nhanh vào trong vở cho thầy. Sau đó chúng ta chuyển sang ý cuối cùng. Thì ý cuối cùng này thầy sẽ dành cho cả lớp thêm 3 phút nữa để xử lý cái ý C. Thầy đoán là chắc là có nhiều bạn sẽ làm rồi chứ. Không, nhưng mà thiếu cẩn thận thì khả năng sai cao lắm các con ạ. Bởi vì nếu trong trường hợp mà ví dụ như là chọn lựa ngẫu nhiên đáp án ấy, thì may ra còn có gọi là phụ thuộc vào gọi là có nhân cách. Chứ còn nếu mà làm tự luận này thì làm sao mà nhân cách tốt, khả năng làm thiếu cẩn thận vẫn tòi. Đó. Làm mà thiếu cẩn thận thì vẫn bị tòi. Ok nhá. Nào xem câu C như nào đây. Câu C nó bảo rằng tìm đa thức MX, biết rằng MX cộng FX thì bằng GX trừ đi cái lượng kia. Vậy thầy sẽ copy nó xuống dưới này. Sau đó là các con câu C này. Nào ok, xin mời cả lớp suy nghĩ câu C cho thầy. 3 phút dành cho các con. Câu này khó phết đấy chứ không phải đùa đâu. Dễ nhầm lắm đấy. Để mà các con tìm được MX này một cách chính xác thì thầy có một lời gọi là gợi ý nhỏ như sau. Chỗ nào có FX thì các con hãy cho thành phần FX ở trên đặt vào đó. Chỗ nào có GX, đặt GX vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ cộng trừ các đa thức này bằng cách là đưa về tìm các đơn thức đồng dạng. Sau đó thực hiện nhau, thế là ok. Ôi giời ơi. Nhớ nhá, FX bằng bao nhiêu các con đặt vào đây này, GX bằng bao nhiêu đặt vào đây này. Sau đó các con sẽ biến thành là trở thành là phép cộng trừ của các đơn thức mà thôi. Và như vậy các con chắc chắn sẽ tìm ra được MX. Ok, thầy cảm ơn Minh Tùng ạ. Minh Tùng chờ thầy một chút, thầy sẽ xác nhận kết quả cho con nhá. Dạ vâng, phây của thầy thì đơn giản mà. Ôi rồi, phây của thầy thì thầy đợt trước thầy còn tải cả video lên trên phây mà. Sau đó thì thầy đã chuyển sang là thầy dùng YouTube. Thầy cảm ơn Minh Tùng, nhưng Minh Tùng ơi, con hãy kiểm tra giúp thầy xem. Thằng ở đây ý, là con lưu ý này, thằng FX nó còn một cái thành phần nữa, đó chính là x mũ 3. Vậy mà khi mà chúng ta chuyển FX vứt sang bên kia thì nó chắc chắn nó sẽ phải còn một cái lượng, đó là âm x mũ 3 nữa. Vậy Minh Tùng thử kiểm tra lại giúp thầy xem nhé. Được chưa nào? Facebook của thầy á, Facebook của thầy thì như thế nào nhỉ? Nó là như thế này này. Phạm Anh Tuấn. Viết thường. Sai, thầy sai, quá sai. Dạ. P, A với T là phải viết hoa.
Không không, thầy hình như face của thầy có viết hoa đâu nhỉ? Em đang xem đây, avatar mặt thầy đây. Dạ thế ạ. À? Để thầy kiểm tra lại cái xem nào. Thầy có viết hoa đâu nhỉ? Chờ tí. Tiếp tục xử lý cho thầy đi nha. À, xin lỗi, có viết hoa thật. Em đang xem avatar con 87 like. Dạ đây ạ, đây ạ, đây ạ. Đây, 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 đây. Đấy. Về lắm thầy ơi. Được chưa ạ? Dạ vâng, khổ quá. Nhà ở quê mà. Trừ 4x mũ 4 này, trừ x mũ 3 này, cộng 3x bình phương, trừ x cộng 2. Rồi đúng rồi, chúc mừng Khánh Linh, đáp án của con chính xác tuyệt đối. Còn Minh Tùng thì con đã kiểm tra lại được là còn thiếu một thành phần, đó là x mũ 3 chưa? Đây, em đang kiểm tra. Dạ vâng. Nào, 1 phút cuối cùng nhá, 1 phút cuối cùng, sau đó thầy sẽ chữa. Đối với những cái bài mà người ta bảo rằng là các con nhìn này, nghe thầy nói nhá. Nếu nó yêu cầu chúng ta tìm một cái đa thức nào đó, mà ví dụ trong một cái biểu thức nó gồm có nhiều đa thức như thế này này, thì nguyên tắc của chúng ta đó là chỗ nào những cái đa thức nào các con đã biết rồi thì các con thay hết tất cả các thành phần đã biết vào trong đó. Như vậy rõ ràng là cái thằng mx này, khi đó nó mx nó sẽ bị trơ lơ ra, nó chỉ còn lại là cái thằng này chưa biết. Và cái việc mà để tìm nó, thực tế các con quay trở lại một bài toán, đó là thu gọn đa thức mà thôi. Được chưa nào? Vậy thì bài này nhá, thầy sẽ xử lý nó ngay bây giờ đây. Nào, quan sát này. Fx của chúng ta trong trường hợp này, thầy sẽ lấy lại kết quả ở bên trên chúng ta đã làm ở câu A. Đó là 3x mũ 4 cộng x mũ 3 trừ x bình phương cộng 5x trừ 1. Vậy thằng này, thầy sẽ cho nó vào đây. Mx này cộng với fx thì sẽ bằng thằng gx bên kia của chúng ta và trừ đi 3x bình phương cộng x trừ 2. Đến đây thì các con phá tung hai cái ngoặc này ra cho thầy, và chúng ta sẽ thu gọn cái đa thức sau khi đã phá tung. Vậy thầy xin phép thu gọn như sau nhé. Mx này sẽ bằng toàn bộ thằng này phá tung ngoặc ra, sau đó là trừ đi 3x bình phương cộng x trừ 2 ở bên tay phải. Tiếp tục trừ đi cái ngoặc này nữa. Nào, ok chưa? Vậy đến đây thì đơn giản là chúng ta chỉ cần là đi thu gọn toàn bộ cái bên tay phải này của chúng ta là chắc chắn các con sẽ thành công nhá. Nào, bắt đầu cùng thầy thu gọn này. Trừ x mũ 4 mà lại trừ thêm 3x mũ 4 ở bên trong ngoặc này nữa. Vậy sẽ là âm 4x mũ 4. Được chưa? Uy tín chưa nào? Bây giờ đến thành phần mũ 3 nhá. Ở bên ngoài này không hề có thằng mũ 3 nào, nhưng ở trong ngoặc của chúng ta có cộng x mũ 3, bên ngoài là dấu trừ. Vậy bây giờ các con thoải mái mà làm tắt luôn cho thầy, bởi vì trình bây giờ cao rồi. Bây giờ chúng ta sắp sửa lên lớp 8 rồi là thoải mái làm tắt luôn nhá. Trừ x mũ 3. Bây giờ đến x bình phương này. 5x bình trừ đi 3x bình là còn dương 2x bình phương. Dương 2 mà lại trừ trừ một lần x bình nữa, vậy là dương 2 cộng 1 có nghĩa là cộng 3x mũ 2. Được chưa nào? Đến thành phần x nhá. 3x này cộng 1 là 4 này. 4 mà trừ 5 ở trong ngoặc tức là 4 trừ 5, vậy nó còn âm x. Bây giờ đến số tự do, 3 trừ 2 là còn dương 1. Dương 1 mà trừ đi âm 1 nữa, vậy là 1 cộng 1, vậy biến thành cộng 2. Vậy đây là đáp án cuối cùng của chúng ta. Đa thức mx đã tìm được. Được chưa nào? Như vậy trong trường hợp này là Khánh Linh chuẩn luôn. Chính xác, đáp án của Khánh Linh rất chính xác ạ. Đấy, chúc mừng con.
Rồi, xin mời các bạn chữa câu C cho thầy, sau đó chúng ta chuyển sang ý số 2, bài số 2. Thầy ơi. Dạ vâng. Nãy em làm đúng rồi. Em có x mũ 3 mà. Có x mũ 3 à? Để thầy nhìn lại sao? Sao lúc thầy lại không nhìn thấy nhỉ? Để em chuyển nó ra sau 3x mũ 2. Con vứt rằng sau thầy lại nhìn qua luôn thành là ok ok. Chính xác ạ, chính xác. Thầy xin lỗi. Lúc ấy thầy nhìn thấy là x bình phương sau đó là chuyển, tại vì cứ nghĩ là con đã sắp xếp rồi thì là bậc 2 thì xong sau đến bậc 1. Và như vậy khuyết mất bậc 3 nên thầy nghĩ là con bị thiếu. Thầy xin lỗi. Ok, nào chuyển bài số 2 nhá. Bài số 2 nội dung như sau. Chờ thầy một chút. Lát nữa chúng ta sẽ xử lý bài hình. Dạ có chứ, tí nữa phải rèn luyện bài hình chứ. Một chút nữa nhá, bây giờ chúng ta sẽ xử lý thêm một bài đại nữa vậy. Thầy sẽ chọn lựa một bài đại đặc sắc một tí. Nào, bài số 2 này. Bài này cũng là một bài không hề dễ đâu. Thầy phải chia sẻ luôn là không hề dễ. Tìm tất cả các đa thức Fx có các hệ số nguyên thỏa mãn. Hệ số nguyên thỏa mãn điều kiện sau. Và điều kiện của chúng ta là mở ngoặc x cộng 1 nhân với fx. Bài này chỉ những bạn nào mà đã từng suy nghĩ, từng tiếp cận rồi thì khả năng các con sẽ có được định hướng cách giải ngay. Còn bạn nào chưa từng làm bao giờ thì khả năng các con sẽ cảm thấy nó hơi bị khó một chút. Thì cứ bình tĩnh suy nghĩ nhé. Trong trường hợp mà các con không biết là xử lý như thế nào thì lát nữa thầy sẽ hướng dẫn, cho nên đừng lo lắng nhé. Rồi ok, thầy đã viết xong đồ bài, xin mời cả lớp hãy giải quyết bài số 2 cho thầy. Tìm tất cả các đa thức Fx có các hệ số nguyên thỏa mãn điều kiện bên dưới. Đó là x cộng 1 đóng mở ngoặc nhân với Fx bằng x trừ 2 đóng mở ngoặc nhân với f của x cộng 2. Và thêm một cái dữ kiện nữa đó là f của 0 thì bằng 1. Xin mời cả lớp. Bài này là một bài khá phức tạp nên thầy dành cho các con thời gian là 5 phút để suy nghĩ nhé. 5 phút bắt đầu. Rồi, xin mời cả lớp. Hôm nay toàn làm những bài của trường Am đấy. Đây toàn là những bài của trường Am luôn. Không phải là chúng ta đánh giá là Am làm cái gì đấy khó khăn đâu. Mà thực tế là các con, nếu mà các con đã từng được rèn luyện ấy thì nó không còn khó nữa. Vậy chẳng qua những cái bài này trông thì hơi lạ lẫm một tí thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta mà quyết tâm là các con sẽ xử lý được. Nhớ nhá, chắc chắn là làm được luôn.
tìm tất cả các đa thức fx, và đa thức fx này thì có các hệ số là số nguyên và thỏa mãn hai cái giả thiết ở phía sau. Thứ nhất là một đẳng thức x cộng 1 đóng mở ngoặc nhân fx thì bằng x trừ 2 đóng mở ngoặc nhân với f của x cộng 2. Và sự kiện thứ hai đó là f của 0 thì bằng 1. Nào, thử xem các con sẽ xử lý cái bài này như thế nào nào. Có bạn nào làm ra chưa ạ? Dạ đúng rồi, học xong tuần sau nữa là các con sẽ được nghỉ hè đấy. Sư phụ Nghĩa cũng đã chốt lịch nghỉ hè rồi mà. Hết tuần sau ạ. Hết tuần sau tức là hết tuần này và tuần sau nữa, tức là còn cỡ khoảng 10, 13 ngày nữa thì cũng là rơi vào cuối tháng 5. Thì đó cũng chính là lịch nghỉ hè của sư phụ Nghĩa đã chốt cho tất cả các khối lớp trừ khối lớp 9 và khối lớp 12. Bởi vì các anh chị lớp 9 và các anh chị lớp 12 thì sắp thi cho nên là các anh chị không có khái niệm nghỉ hè. Nào, có bạn nào đã ra được bài này chưa? Còn một phút nữa. Có bạn nào tìm ra được đa thức fx dạ có một cái trường hợp nào là có đa thức fx không các con? Có bạn nào tìm được không ạ? Hay là thầy sẽ phải xử lý nào? Ok, thầy không nhận được bất cứ một đáp án nào đúng không? Như vậy là khả năng là chắc các con chưa ra được bài này đúng chưa nào? Ok chưa? Thầy ơi, thầy bài này mới lạ quá thầy ơi.
mới lạ à? Cái này phải gọi là độc lạ chứ làm thế nào thế? Chắc là do các con chưa được tiếp cận nó thôi. Thì đúng rồi, nghe mà thế đây. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ xử lý xem nó như thế nào nhá. Ok. Đây, thầy sẽ xử lý ngay bây giờ đây. Thứ nhất là bài này nó bảo rằng là tìm tất cả các đa thức fx. Như vậy thì mục tiêu của chúng ta là phải tìm xem là có cái đa thức fx nào nó thỏa mãn được cái yêu cầu của bài toán này hay không. Đúng không các con? Vậy thì trước hết nhá, bài này thầy sẽ đi xử lý nó như sau này, bài giải này. Thứ nhất là thầy sẽ chia ra, nếu như trường hợp thứ nhất là nếu như đa thức fx của chúng ta ấy, nếu như đa thức fx là đa thức mà có bậc là đa thức bậc không. Tại sao thầy lại nói đến là có đa thức bậc không? Tức là như thế này. Trong trường hợp mà đa thức fx mà là một đa thức bậc không, tức là đa thức mà không hề có chữ x, mà nó chỉ có là một cái hệ số tự do thôi, hay còn gọi là số hạng tự do thôi, đúng không con? Vậy thì khi đó nhá, khi đó này, ta sẽ có được là fx của chúng ta ấy, fx này, vì nó là được biểu diễn dưới dạng một số hạng tự do, cho nên fx khi đó thì sẽ bằng là f của x cộng với 2, tức là x bằng bao nhiêu chăng nữa thì f của x vẫn bằng fx cộng 2 và bằng một số m nào đó, với số m này là một số nguyên, với m là nguyên nhá, với m của chúng ta là một số nguyên. Bởi vì đầu bài nó yêu cầu là hệ số, các hệ số là nguyên mà. Cho nên là trong trường hợp này, thầy giả sử là cái đa thức này là đa thức bậc 0 thì fx của chúng ta sẽ được xác định là bởi bằng m, với m này là một con số nguyên nào đó. Ví dụ như 5, 10, âm 3, âm 4, vân vân, là bất kỳ một số nào đó. Được chưa nào? Thế thì khi đó thì ta có này. Khi đó thì thầy sẽ thay f của x và f của x cộng 2 đều nhận giá trị là m này vào cái đẳng thức của đầu bài cho. Các con nhìn thấy thay nhá. Khi đó thì ta có là x cộng 1 nhân với fx bằng x trừ 2 đóng mở ngoặc nhân f của x cộng 2. Và điều này thì dẫn tới suy ra là gì? Ta sẽ thay fx và f của x cộng 2 đều nhận giá trị là m. Bởi vì làm sao? Bởi vì ở trên thầy đã gọi nó là cái đa thức này là bậc 0, cho nên là x bằng bao nhiêu chăng nữa thì nó luôn luôn là bằng giá trị m, đúng không? Vậy đến đây các con có nhìn thấy thằng này bằng thằng này đúng không? Chuẩn chưa nào? Ok chưa? Vậy đến đây thầy nhân tung hai thằng này ra nhá. Thầy nhân tung hai thằng này ra, nhân hai ngoặc ra. Vậy là ta có mx này cộng với m này bằng bên tay phải của chúng ta là mx và trừ đi 2m. Được chưa con? Điều này dẫn tới là thầy sẽ thấy rằng là hai bên đều có mx. Vậy chúng ta sẽ triệt tiêu thành phần mx giống nhau ở hai vế này đi. Vậy ta còn lại là m sẽ bằng là trừ 2m. Và điều này dẫn tới là các con sẽ tìm ra được ngay m của chúng ta là m của chúng ta sẽ bằng 0. Đúng không cả lớp? M có phải là bằng 0 không? Chuẩn chưa nào? Vậy trong trường hợp này m của chúng ta là bằng 0 nhá. Được chưa? Thế nhưng mà cả lớp nhìn này, có phải là lúc nãy ở trên ý, chúng ta có một cái dữ kiện nữa là f của x bằng 0 thì bằng 1. Như vậy là m của chúng ta trong trường hợp này m phải bằng 1 mới là chính xác chứ. Đúng không? Vậy đến đây nhá, các con mở ngoặc ra này. Không thỏa mãn f của 0 bằng 1. Đấy. Bởi vì tìm ra là m của chúng ta bằng 0 có nghĩa là fx bằng fx cộng 2 bằng f của bất cứ một giá trị nào đều nhận giá trị là bằng 0. Thế mà ở trên này đầu bài lại cho là f của 0 bằng 1. Như vậy các con đã thấy là vô lý chưa? Và điều này dẫn tới là gì? Là vô lý, dẫn tới là loại nhá. Trường hợp này là loại. À cứ từ từ Thư ơi, cứ bình tĩnh đã. Thầy sẽ giảng giải hết đầy đủ hết cả hai trường hợp thì con mới có thể con hiểu ra được nhá. Bây giờ cứ bình tĩnh nghe thêm một chút nữa đã. Bây giờ trường hợp thứ hai này, nếu mà đa thức fx của chúng ta ấy là đa thức có bậc lớn hơn
lớn hơn 0. Tức là đa thức này là đa thức có bậc lớn hơn 0, tức là có thể là bậc 1, có thể bậc 2, có thể bậc 3, vân vân. Thì đây là trường hợp thứ hai. Thì khi đó này, ta sẽ có được như sau. Bản thân là cái đẳng thức đầu tiên đầu bài cho là x cộng 1 nhân với fx bằng x trừ 2 nhân f của x cộng 2, đúng không? Và cái thằng này ý, là các con mình hiểu này, đẳng thức này là đẳng thức luôn luôn đúng với mọi x. Vậy đến đây ta sẽ có như sau. Xét trường hợp x bằng, thầy sẽ lấy một trường hợp đặc biệt nhé. F của x bằng, trong trường hợp này lấy x bằng 0 đi. Lấy x bằng 0, xét x bằng 0. Thì ta sẽ được như sau. Ta được này. Chỗ nào có x thì các con thay tất cả các chỗ x thay bằng giá trị bằng 0 giúp thầy. Vậy ta được là mở ngoặc 0 cộng với 1 nhân với f của 0. Nào, nhân với f của 0, được chưa? Thì bằng bên tay phải của chúng ta đó là 0 trừ đi 2 nhân với f của 0 cộng 2. F của 0 cộng với 2. Vậy như ở đây là trên này có chỗ nào có x thì thầy đều thay nó bằng giá trị là 0 nhá. Vậy đến đây các con sẽ làm đơn giản cái đẳng thức này đi giúp thầy. Vậy ta có này, 0 cộng 1 là bằng 1. Như vậy là 1 nhân F0. 1 nhân F0. Thế nhưng mà F0 của chúng ta đầu bài cho bằng bao nhiêu nhỉ? Có phải bằng 1 không ạ? Vậy là 1 nhân với 1 thì bằng bên tay phải của chúng ta là 0 trừ 2, tức là trừ 2 F của 2. F của 2. Và đến đây thì các con sẽ tìm ra được ngay F của 2 nhé. Đến đây này. Từ đó suy ra là 1 sẽ bằng trừ 2 của F của 2. Và điều này dẫn tới là F của 2 sẽ được tính bằng là 1 chia cho âm 2, tức là trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2. Được chưa nào? F của 2 là bằng trừ 1 phần 2. Ok. Rồi, bây giờ xuống dòng nhá. Xuống dòng này. Xét x của chúng ta trong trường hợp thứ hai đó là xét trường hợp x bằng 2 đi. Thử x bằng 2 xem nào. X bằng 2 thì khi đó ta được như sau. Ta được này. Toàn bộ cái đa thức đẳng thức đầu tiên đầu bài cho, thầy lại thay tất cả chỗ nào có x, thầy thay bằng số 2. Vậy 2 này cộng 1 này nhân với f của x, tức là f của nhìn lại nhá, f của 2 này. Sau đó là 2 trừ 2 này nhân với f của 2 cộng 2 này. Được chưa? Và đến đây thì các con lại đi thu gọn cái đẳng thức này cho thầy. 2 cộng 1 là bằng 3. 2 cộng 1 bằng 3, như vậy là ta có 3 này nhân với f của 2. F của 2 trong trường hợp này thay giá trị là trừ 1 phần 2 vào đây. Thay giá trị vào đây. Cứ nói quá. 2 trừ 2 thì bằng 0, vậy là bằng 0 nhân với f của 4. F của 4 nhá. Nào, như vậy đến đây các con được điều gì? Các con thấy có điều này có vô lý chưa? Thật sự là vô lý chưa? Nào, vô lý không? Ở trên thì chúng ta f của 2 là bằng âm 1 phần 2. Thay vào đây thì vế trái của chúng ta là 3 nhân trừ 1 phần 2 là bằng âm 3 phần 2. Thế còn bên tay phải thì lại là 0 nhân f0. Và điều này sẽ dẫn tới là gì? Là vô lý các con nhé. Làm sao có cái chuyện là một bên vế thì là bằng 0, còn bên tay trái thì lại vế là bằng âm 3 phần 2. Điều này là vô lý chưa? Như vậy dẫn tới vô lý. Mà vô lý này đi đến kết luận cuối cùng. Như vậy là các con sẽ đi đến một kết luận nhá. Như vậy là gì? Vậy không tồn tại đa thức fx. Không tồn tại đa thức fx thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Được chưa nào? Thực tế thì cái bài này nó là một bài mà bài toán thì yêu cầu là tìm đa thức fx để thỏa mãn cái điều kiện đầu bài cho. Nhưng mà từ cái điều kiện ấy, thầy xử lý nó thì thầy thấy rằng là thực tế mà nói là không hề có một cái đa thức nào thỏa mãn được cái điều kiện mà thầy đang bôi xanh này cả. Thầy đóng khung thằng này lại này. Thầy đóng khung thằng này lại nhá. Đấy. Thực tế mà nói là không có bất cứ thằng nào thỏa mãn được cái điều kiện này. Vậy đây là một bài toán không có đáp án, hay nói cách khác là không có đa thức nào thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Được chưa cả lớp? Ok. Bài này là một bài cũng khá là phức tạp, cho nên là các con cứ chữa đi đã. Sau đó thì dành thời gian về nhà các con xem xét lại nhá. Xem rồi mà không hiểu thì tiếp tục hỏi thầy.
thầy sẽ giảng lại lần thứ hai thì khả năng các con sẽ hiểu kỹ càng hơn. Bây giờ là lúc chữa bài đã. Được chưa? Chữa xong chúng ta sẽ chuyển sang một bài hình. Bài này khó mà, bài này khó. Thực tế bài này không phải là bài dễ đâu. Hỏi trước cho đỡ quên. Ok. Ở đây, ở cái bài này là thầy muốn các con học được một điều gì? Đó là đối với những cái bài mà liên quan đến phần đa thức, mà là những cái bài đa thức nâng cao ấy, thì chúng ta, cái việc mà chúng ta muốn xử lý được nó, đó là các con phải biết cách chia các trường hợp. Nhớ nhá, là phải biết cách chia ra các trường hợp. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là sử dụng cái giả thiết của bài toán. Và cái giả thiết ở đây là thỏa mãn cái phần mà thầy đang bôi đỏ này này. Thì chúng ta sẽ tận dụng cái dữ kiện này, sau đó là chứng minh rằng là cái dữ kiện này thì không hề thỏa mãn cho tất cả các trường hợp của các đa thức. Vậy dẫn tới là chúng ta sẽ không thể tìm được đa thức mà có thỏa mãn cái yêu cầu của bài toán đâu các con nhé. Được chưa nào? Rồi, xin mời cả lớp chữa bài đi. Đây, thầy kéo xuống bên dưới. Dạ thế ạ. Đâu thầy tròn thật á? Làm gì bình thường mà. Đâu xem nào. Nhìn lại cái cam xem nào. Bình thường. Dạ vâng, Gia Bảo ơi, con hỏi đi. Không phải là mặt thầy đỏ đâu các con ạ. Đây là bởi vì cái góc này là cái góc cái đèn nó chiếu vào cho nên là nó thế đấy. Chứ không phải là mặt thầy đỏ đâu. Dạ không. Thầy không uống rượu. Thầy nói thật, thầy chia sẻ thật với con là thầy uống uống bia uống rượu kém lắm. Thầy người da đỏ. Thầy uống bia uống rượu rất là kém. Ví dụ nhá. Ví dụ mà rượu ấy thì thầy uống giỏi lắm được khoảng hai cái chén bé bé như này này, cái chén gọi là cái chén hạt mít đi. Bé bé như này này là thầy đã bắt đầu đỏ hết cả mặt lên rồi. Thế còn nếu bia thì thầy uống chắc là được khoảng độ khoảng 2 cốc. Bia thì giỏi lắm được 2 cốc là cũng buồn ngủ lắm rồi. Nói chung là thầy uống bia uống rượu kém. Chính vì thế cho nên là rất ít khi thầy uống. Phải ví dụ chẳng hạn như là vào một cái dịp lễ Tết gì đấy, ví dụ như là vào ngày Tết ấy thì là ví dụ như là gia đình sum họp này ăn bữa cơm tất niên hoặc là bữa cơm đầu năm giao thừa chẳng hạn, thì những cái bữa cơm đấy thì may ra thầy mới uống một chút, uống một chút đồ uống thôi, chứ còn bình thường thầy chẳng bao giờ thầy uống. Được chưa nào? Người da đỏ. Đây là do là cái đèn nó chiếu vào đấy, chứ không phải là do thầy mặt thầy đỏ đâu, mặt thầy bình thường. Được chưa nào? Ok, vậy cái bài này là một bài phức tạp, chúng ta cũng đếch qua nhá. Bây giờ cả lớp hãy viết cho thầy cái đầu bài này vào trong vở này. À thôi, xin lỗi, không cần phải viết. Bây giờ chúng ta sẽ, thầy đã viết sẵn đầu bài đấy rồi. Xin mời cả lớp hãy viết cái đầu bài này. Nếu các con cảm thấy thích thì viết vào trong vở đầu bài. Còn nếu không thì coi như lấy luôn đầu bài của thầy và vẽ cái hình này ra. Sau đó là làm luôn vào trong vở cho thầy bài này. Không cần phải viết đầu bài cũng được. Được chưa nào? Đây chính là một bài hình nằm trong nội dung đề thi học kỳ 2 toán 7 của trường Amsterdam kỳ thi vừa rồi nhá. Được chưa nào? Xin mời cả lớp vẽ hình và suy nghĩ tư duy bài này cho thầy. Bài này là một bài rất hay.
Xin mời cả lớp cứ bình tĩnh suy nghĩ nhé. Bài này thầy cho các con chỉ cần là làm, có thể không cần làm hết cả 3 câu, làm được 2 câu thôi cũng được. Sau đó là hiểu được cái câu cuối cùng, câu C. Thế là thành công. À, bản thân điểm H và điểm K là đầu bài nó không có. Thầy vẽ hình thì thầy sẽ gọi thêm các con ạ. Bởi vì như này nhá. Nào, thầy sẽ mô tả đầu bài cho các con một chút. Bởi vì bài này là một bài nó cũng hình nó cũng hơi hơi lạ lạ so với bình thường một tí. Nào, nghe này. Tam giác ABC vuông cân tại A. Vuông cân có nghĩa là góc A sẽ là góc vuông. Và có AB bằng thằng AC. Vì tam giác ABC này vuông cân, cho nên các con sẽ có được góc B và góc C là hai góc bằng nhau và cùng bằng 90 độ chia cho 2, tức là bằng 45 độ. Cả lớp nhớ cho thầy nhé. Khi vẽ tam giác ABC mà vuông cân tại A ấy, thì đó chính là một tam giác có góc A vuông, còn hai góc B và C bằng nhau bằng 45 độ. Thứ hai là các đường phân giác BD và CE, hai đường phân giác này cắt nhau tại một điểm, người ta gọi nó là điểm Y. Đây, điểm Y của thầy đây. D là nằm trên AC và E nằm trên AB, đã có. Sau đó thì nó bảo rằng là lấy điểm M và điểm N sao cho như sau này, cả lớp nghe này. Y của chúng ta có cái thằng IM này này là cái đoạn thẳng điểm M được xác định sao cho là BC sẽ là đường trung trực của IM. Vậy muốn BC mà là đường trung trực của IM thì BC sẽ phải đi qua trung điểm H của IM. Và không những còn phải đi qua trung điểm mà còn phải vuông góc với thằng IM nữa thì nó mới được gọi là đường trung trực của IM. Cả lớp nhớ rõ chưa nào? Nghe tiếp nhá. AC là đường trung trực của IN. Như vậy điểm N này sẽ là điểm đối xứng với điểm Y qua AC, và thầy gọi cái điểm đối xứng đó chính là điểm K. Thì trong hình vẽ này là điểm H và điểm K là hai điểm thầy đã vẽ thêm. Được chưa cả lớp? Đây là hai điểm thầy đã vẽ thêm. Rồi, xin mời cả lớp vẽ hình vào trong vở. Sau đó các con xử lý cho thầy câu A, câu B trước. Bạn nào mà xuất sắc làm được cả câu cuối cùng nữa thì tuyệt vời. Cố gắng lên. Cũng khoai mà, bài này cũng không hề dễ đâu. Bài này không phải là bài dễ, nhưng mà cũng không đến mức độ là quá khó. Các con cứ cố gắng suy nghĩ nhé. Nói chung là bây giờ các con có một cái tâm lý rất thoải mái, đó là các con đã học xong học kỳ rồi, học hết cái chương trình toán 7 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta thử sức xem cái năng lực, cái kiến thức của chúng ta đã đạt đến trình độ nào, thể hiện thông qua những bài tập như thế này. Rồi ok, thầy cảm ơn Gia Bảo. Góc BIC chuẩn rồi. Ý đầu tiên con xử lý chuẩn rồi, đáp án chính xác.
Bài này thầy gợi ý là các con nếu mà muốn xử lý đến câu cuối cùng ấy thì bắt buộc là phải gọi giao điểm của MN với thằng IC này là tại một điểm, điểm này được gọi tên nó là để thầy nói tên điểm mới nhá. Điểm này gọi tên nó là điểm P đi các con nhá. Điểm P. Được chưa nào? Phải gọi thêm điểm này là điểm P nữa. Để cho dễ gọi. Gọi giao điểm của MN và EC là điểm P. Đấy là ý cuối cùng. Muốn làm phải định hướng thêm cái hướng này nữa. Ok rồi, chính xác. Đúng là câu B không tính tiền. Câu B khá đơn giản. Nào, suy nghĩ câu C đi. Bài này hay nhất và cũng là khó nhất là ở câu cuối cùng các con ạ. Cố gắng lên nào. Thời gian suy nghĩ thoải mái nhé. Đến lúc nào chán, người ta gọi là bó tay chấm com, thì chúng ta sẽ xử lý nó. Từ từ vẫn còn thời gian mà, Gia Bảo cố gắng lên con, cứ suy nghĩ đi. Ok, ngoài Gia Bảo ra thì bạn nào đã làm xong được câu A câu B rồi?
À ok, Thư đã làm xong được câu A rồi, tốt. Các bạn còn lại thì sao ạ? Cả lớp nhớ cho thầy một điều này. Cả lớp nghe này. Có một gợi ý vô cùng đắt giá, đó là như thế này. Các con còn nhớ là giao điểm ba đường phân giác nó sẽ chính là cái gì không cả lớp? Các con còn nhớ giao điểm ba đường phân giác là cái gì không? Học các đường đặc biệt trong tam giác rồi, ở chương trình cuối của học kỳ 2 toán 7. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ạ. Chưa chính xác, tâm đường tròn nội tiếp tam giác. Nghe chưa? Giao điểm ba đường phân giác sẽ là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác. Và nó thể hiện bằng cách như sau. Nhìn thầy nói này. Trong trường hợp này các con biết là điểm Y là giao điểm của hai đường phân giác là BD và CE. Cho nên điểm Y này chính là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC. Và đường tròn đó chính là đường tròn như sau. Nhìn nhá. Nào, cả lớp có nhìn thấy cái đường tròn màu đỏ này này của thầy này, là cái đường tròn nó tiếp xúc với tam giác ABC ở ba cái cạnh mà nằm ở phía trong không? Tiếp xúc ở phía trong của ba cạnh của tam giác không? Có đúng không nào? Nhìn thấy chưa? Vậy thì trong trường hợp này, vì nó là tâm đường tròn nội tiếp nên IH và IK thực tế nó chính là hai đoạn bằng nhau. Ok? Đúng không cả lớp? Nào, các con kiểm tra cho thầy xem có phải là IH bằng IK không? Chuẩn chưa? Nghe tiếp này, nghe tiếp này. Thế mà điểm NIN là cái đoạn AC ấy, là đường trung trực của IN. Vậy có phải là IK bằng KN như vậy thầy lý giải không? Tương tự này, BC là đường trung trực của IM, cho nên có phải IH cũng bằng HM không? Thế mà IH và IK lại bằng nhau, đúng không? Vậy dẫn tới là các con có biết được thằng IM và thằng IN này như thế nào không cả lớp? Có biết IM và IN như thế nào không? Theo các con, tam giác IMN là tam giác gì? Cân ạ. Chính xác, nó chính là tam giác cân. Được chưa? Nó chính là tam giác cân. Vậy nếu tam giác cân mà có, nhìn này. Cái góc này theo các con nó có bằng cái góc này không? Nào là nhìn thấy ký hiệu nhá, nhìn thấy ký hiệu này. Nhìn này. Đấy, góc này này. Và cái góc này này. Hai cái góc này trông có vẻ nó bằng nhau hay sao ấy nhỉ? Không biết có bằng nhau thật sự không nhỉ? Có bằng nhau không? Có bằng nhau không? Bằng chứ thầy. Bởi vì là như sau. Cái góc này C1 và C2 thì bằng nhau, đây chính là tia phân giác CE, đúng không? Hơn nữa là tam giác vuông CIK và CIH ấy là hai tam giác vuông bằng nhau, cho nên hai cái góc I1 và I2 ở đây bằng nhau chắc chắn luôn. Nói cách khác, IP ấy chính là đường phân giác của góc NIM. Mà tam giác NIM này là tam giác mà cân tại đỉnh Y, cho nên nếu thầy không nhầm thì hình như là nó vuông ở đây. Không biết là cả lớp có đồng ý với thầy không nhỉ? Có đồng ý không nhỉ? Có vuông không? Có vuông tại cái điểm P này không? Vuông không cả lớp có, ơi? Có. Có, ok. Chính là trung trực luôn. À đúng rồi, nó thực ra thì IC nó cũng chính là đường trung trực thật. Nhưng mà thôi, thầy chưa khai thác cái trung trực làm gì, thầy chỉ cần là khai thác cái vuông góc thôi. Vậy nếu bây giờ nhá, cả lớp nghe này. Thầy đã vừa chứng minh được cho các con là NM là vuông góc với IC rồi. Vậy bây giờ mà nếu thầy chứng minh được thằng ND mà cũng vuông góc với IC nữa, vậy thì cái câu số 3 liệu có xong không nhở? Cái IC này liệu có xong không nhở? Những bạn nào mà đang suy nghĩ mà bị vướng mắc ấy, thầy hỏi này. NM thì đã vuông góc với IC vừa chứng minh xong. Bây giờ nếu mà chứng minh được nốt ND mà vuông góc với IC thì các con có suy ra được 3 điểm NDM thẳng hàng không? Có suy ra được không? Có. Có chứ, chắc chắn 100% chứ. Có. Rồi, vậy mấu chốt trong trường hợp này đó chính là các con phải đi chứng minh cho thầy ND là đường cao nằm trong tam giác NIC. Mấu chốt của bài này chính là chứng minh này. ND là đường cao trong tam giác NIC. Đây chính là gợi ý đắt giá nhất của chúng ta đối với câu C. Với gợi ý này, bạn nào mà suy nghĩ ra được thì thấy là các bạn thì cũng là khá là xuất sắc.
Thế còn trong trường hợp mà các con vẫn không ra ấy thì không sao hết. Nào, suy nghĩ cho thầy xem. Làm thế nào để chứng minh được ND vuông góc với NIC? Hãy nghĩ đến việc chứng minh D là trực tâm của tam giác NIC. Những bạn nào học hình học xuất sắc nhất của lớp chúng ta đâu? Suy nghĩ cho thầy xem nào. Mấy đứa học giỏi nó đi ngủ hết rồi á? Đâu, không phải đâu. Bài này là một bài cũng nói thật là cũng khá là hay đấy. Phải nói thật là bài này khá hay. Tất nhiên là nếu mà nói là khó thì chưa hề khó. Theo thầy bài này chưa phải là bài khó. Nhưng mà nói về hay, độ hay thì nó cũng tương đối rồi. Được chưa nào? Oh, ok, thầy sẽ chứng minh cho các con luôn nhá. Thầy sẽ làm bài này luôn cho các con. Rồi, bắt đầu đi từ ý đầu tiên này. Không sao hết. Nói chung là kể cả thầy chữa mà các con hiểu được, nó cũng là, đấy là cũng là rất là tốt rồi. Đầu tiên ta có nhá. Tam giác ABC vuông cân tại A. Vuông cân tại A nên có góc BAC. Góc BAC sẽ bằng 90 độ. Được chưa con? BAC bằng 90 độ. Và góc ABC bằng góc ACB và bằng 1/2 của 90 độ. 1/2 mở ngoặc 180 độ trừ đi 90 độ. 180 độ trừ đi 90 độ. Và đến đây thì các con sẽ tính ra được ngay là hai cái góc này bằng nhau và cùng bằng 45 độ nhá. 45 độ, được chưa nào? Rồi xuống dòng ta có tiếp này. À, mà BD và CE, mà BD và CE là hai đường phân giác, là hai đường phân giác của tam giác ABC, của tam giác ABC nên ta có góc IBC, góc IBC bằng góc ICB, bằng góc ICB bằng 1/2 của góc ABC và cũng bằng 1/2 của góc ACB luôn. Được chưa nào? Nào. Nghe giảng nhá. Nói chung là cái gì không hiểu thì các con cứ à, ui dồi ôi. Khổ quá. Cái lớp 2D đấy là lớp, đấy là lớp của con thầy. Rồi ôi, thì đấy chuyện đấy là chuyện nó rất là mồi. Đấy là lớp của con thầy mà. Ôi dồi ôi, có gì đâu. Được chưa nào? Bốn lớp năm em học lớp D. Lớp lớp e, con trai thầy học lớp 2D mà. 1/2 nhân 45 độ là bằng 22,5 độ các con nhá. 22,5 độ. Như vậy là hai cái thằng góc B nhỏ nhỏ ở đây và góc C nhỏ nhỏ ở đây này là bằng nhau và cùng bằng 22,5 độ. Vậy đến đây ta có xét tam giác, xét tam giác BIC có, xét tam giác BIC có góc BIC cộng với góc IBC cộng góc ICB là tổng bằng 180 độ, bằng 180 độ. Và từ đó thì các con sẽ suy ra được là chúng ta sẽ tìm ra ngay được góc BIC của chúng ta là cái góc đang cần tìm ấy sẽ bằng 180 độ trừ đi, trừ đi hai góc kia, đó là góc IBC và góc ICB các con nhá. Trừ đi hai góc này. Và đến đây thì thay số vào cho thầy bằng 180 độ trừ đi 22,5 độ, trừ tiếp 22,5 độ tiếp. Và đáp án trong trường hợp này đó là bằng 135 độ các con nhá. 135 độ, được chưa nào? Vậy câu A đã xong. Chuyển ý B này. Ta có nhá, ý B nhá. Tam giác IDC bằng tam giác ok, rồi, xong. Ta có này. Theo giả thiết
Thì AC là đường trung trực, là đường trung trực của IN. Nên ta có là CI chắc chắn là phải bằng CN. Đây là chuyện chắc chắn 100%. Bởi vì là tất cả các điểm nằm trên đường trung trực thì bao giờ cũng cách đều hai đầu mút. Cái này là tính chất của đường trung trực, cho nên chúng ta được suy ra thoải mái, được chưa cả lớp? Vậy ta sẽ có được ngay là đầu tiên các con có được CI bằng CN nhá. Ok chưa? Thứ hai là thầy có được là cái thằng CD là tam là cạnh trung rồi. Vậy bây giờ ta có như sau này. D thuộc AC nên DI cũng bằng DN, được chưa các con? D thuộc AC nên là D cũng nằm trên đường trung trực và DI bằng BN. Vậy đến đây ta có set hai tam giác. Thầy đưa nó về cái trường hợp cạnh 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 cho nó hoành tráng. Bởi vì cái trường hợp này là cái trường hợp ít gặp nhất, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng để cho nó đỡ bị kiểu như là hơi bị buồn về cái trường hợp của nó ít được sử dụng ấy. Set hai tam giác IDC và tam giác NDC, được chưa các con? Trường hợp nào ít dùng thì chúng ta nên ưu tiên nó hơn một tí. Hai tam giác này có như sau. Thứ nhất đó là ID bằng ND, hay là viết là DI bằng DN cũng được, bằng DN nhá. Thứ hai là có chung cạnh CD. Thứ ba là có IC bằng NC. Và như vậy từ ba điều này thầy sẽ suy ra được cặp tam giác này là cặp tam giác bằng nhau và bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, được chưa cả lớp? Bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Cơ. Và như vậy đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta nhé. Điều phải chứng minh, được chưa nào? Rồi, như vậy là cái ý B của chúng ta đã xong. Bây giờ thầy sẽ xử lý cái ý C này như sau, cả lớp quan sát này. Nghe nhá. Gọi giao điểm của MN với CE là P. Gọi giao điểm của MN với CE là điểm P. Được chưa các con? Vậy ta có như sau. Xuống dòng. Y là giao điểm của hai đường phân giác BD và CE. BD và CE. Nên Y là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Được chưa? Nên Y là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. BC là đường trung trực của IM. Gọi giao điểm của IM và BC là điểm H. Được chưa nào? Gọi giao điểm IM và BC là điểm H. Xuống dòng. AC là đường trung trực của IN và gọi giao điểm của IN và AC là điểm K. Từ đó ta suy ra được là gì? Suy ra IH vuông góc với BC phẩy IK cũng vuông góc với AC. Được chưa nào? Và từ đó dẫn tới suy ra ta có được là IH bằng IK. Được chưa các con? Vì Y chính là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC. Mà nó lại vuông góc với IH vuông góc với BC rồi. IK vuông góc với AC rồi. Nên ta có IH bằng IK ngay. Được chưa nào? Và điều này dẫn tới là suy ra ta có được IM cũng sẽ bằng là IN. Được chưa nào? IM bằng IN. Bằng 2 lần IH bằng 2 lần IK. Lý giải như thế này là chuẩn không cần chỉnh luôn. Vậy từ đó dẫn tới là gì? Suy ra tam giác IMN cân tại đỉnh Y.
tam giác IMN cân tại đỉnh Y. Tam giác IMN cân tại đỉnh Y. Ta có như sau, xuống dòng. Xét hai tam giác IHC và IKC có như sau. Thứ nhất là có chung cạnh IC, có chung cạnh IC. Thứ hai là có góc ICH bằng góc ICK. ICH bằng góc ICK. Thứ ba là có góc IHC. IHC bằng góc IKC bằng 90 độ. Bằng nhau và cùng bằng 90 độ. Vậy từ đây thầy sẽ suy ra được là hai tam giác IHC và IKC là hai tam giác bằng nhau. Hai tam giác này chắc chắn là sẽ bằng nhau nhá. Và cụ thể bằng nhau này trong trường hợp này là cạnh huyền góc nhọn. Cạnh huyền gạch ngang góc nhọn. Được chưa các con? Và vì nó bằng nhau rồi cho nên thầy sẽ suy ra được là góc HIC bằng góc KIC. HIC bằng góc KIC. Mở ngoặc cặp góc tương ứng. Cặp góc tương ứng. Và vì nó là cặp góc tương ứng cho nên thầy sẽ suy ra được là IC là tia phân giác. Là tia phân giác của góc KIH. Là tia phân giác của góc KIH. Và điều này dẫn tới là gì? Suy ra IP là phân giác, là tia phân giác của góc KIH thì cũng chính là góc MIN, là tia phân giác của góc NIM các con nhé. NIM. Tam giác NIM cân. NIM cân tại Y có IP là tia phân giác. Là tia phân giác nên IP còn là đường cao của tam giác INM. Còn là đường cao của tam giác INM. Và chính vì nó là đường cao nên chúng ta sẽ suy ra được đó là IP vuông góc với NM các con nhé. IP sẽ vuông góc với NM. Được chưa nào? Đây là ý đầu tiên. Bây giờ thầy sẽ chỉ ra cho các con biết tại sao lại có cái thằng NP này cũng vuông góc với I, à ND này cũng vuông góc với IC luôn. Ta có như sau này, cả lớp quan sát nhé. Dễ lắm, nó cũng dễ lắm. Đây như này này, các con nhìn này. Thầy kéo dài cái thằng BD này, cắt thằng NC tại một điểm, thầy gọi là điểm T. Thầy gọi cái điểm cắt này là điểm T. Cả lớp quan sát nhé. Cả lớp cho thầy hỏi này. Cái thằng này là bao nhiêu độ? Các con biết thằng này bao nhiêu độ không? Thằng này bao nhiêu độ nhỉ? Cả lớp nhỉ? Có phải là 22,5 độ không? Chuẩn chưa? Góc này cũng phải 22,5 độ không? Bằng nhau mà. Thằng này cũng 22,5 độ nốt này. Và cái góc này có bằng 22,5 độ nốt không? Đây chính là cặp góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau chứng minh ở câu trước. Như vậy là thầy cộng 4 góc lại. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 4 góc này tổng lại có phải chính bằng 90 độ không cả lớp ơi? Cả lớp kiểm tra giúp thầy xem có phải tổng 4 góc này bằng 90 độ không? Đúng rồi đấy, không còn tính cũng ra. Vì nó là bằng 22,5 x 4 mà. Mà bằng 90 độ dẫn tới góc này là góc bao nhiêu độ? Góc này bao nhiêu độ nhỉ? 90 độ ạ. Chuẩn luôn. Được chưa? À 90,0 à? Khổ quá. Vậy góc này 90 nhá. 90 thôi. Vậy đúng ok. Rồi đến đây xuống dòng này. Đúng ok, đến đây các con viết thêm cho thầy mấy dòng nữa là xong thôi. Xuống dòng ta có như sau này. Kéo dài BD cắt CN tại điểm T.
đều chia làm tại điểm T. Số dòng ta có này. Ta có góc IBC, IBC bằng góc ICB, bằng ICB, bằng góc ICK, ICK bằng luôn cả góc NCK, NCK bằng 22,5 độ. Được chưa các con? Từ đó suy ra tổng của góc TBC, TBC cộng với góc TCB chính là bằng 90 độ. Và điều này dẫn tới các con suy ra được cho thầy là góc BTC bằng 90 độ. Được chưa nào? Và từ đó dẫn tới là gì? Suy ra IT, IT vuông góc với NC, vuông góc với NC. Tam giác NIC có CK vuông góc với IN, CK vuông góc với IN, phẩy IT vuông góc với NC vừa chứng minh xong. Vuông góc với NC. Vậy từ đó suy ra D là trực tâm của tam giác NIC, là trực tâm của tam giác NIC. Và chính vì nó là trực tâm nên chúng ta sẽ suy ra được ND chắc chắn là phải vuông góc với IC. Được chưa cả lớp? Nào, ND vuông góc với IC. Chuẩn chưa? Thế mà ở trên thì ta lại có được cái thằng NM này cũng vuông góc với IC rồi. Vậy đến đây ta có nhá. Ta có này. NM vuông góc với IC. Vuông góc với IC. Phẩy. ND cũng vuông góc với IC. Vậy hai đường thẳng mà cùng vuông góc với một thằng lại có chung đỉnh N nữa. Vậy từ đó các con đã đủ suy ra là 3 điểm. DM N thẳng hàng ạ. N,D,M thẳng hàng hay chưa? Chắc chắn là ok đúng không? Chuẩn chưa nào? Thẳng hàng nhá. Đây là một cách thức. Và thầy nghĩ là cách thức này là cách thức dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn. Còn một cách nữa, đó là đi chứng minh theo là tổng các góc bằng 90 độ hoặc là tổng ba góc này bằng 180 độ. Thì rõ ràng cái cách còn lại nó sẽ phức tạp và dài hơn. Vậy đây chính là cách mà chúng ta dễ làm và cũng dễ hiểu. Vậy các con chữa bài đi nhá. Sau đó là chúng ta sẽ kết thúc buổi học này tại đây. Được chưa nào? Các con thấy bài này ở cái câu cuối cùng có phức tạp, có hay không? Không quá phức tạp nhưng mà khá là hay đúng không? Phức tạp thế. Phức tạp à? Đấy, phức tạp thế thì mới xứng đáng nó là bài hình. Lần đầu, lần đầu chưa quen. Dạ đúng rồi. Từ các tuần sau thì còn lại 2 buổi nữa chúng ta mới nghỉ hè thì chúng ta sẽ làm toàn bài khó nhá. Được không? Ôi, xúc lặng. Rồi ok, xin mời con chữa bài đi. Chữa xong chúng ta sẽ kết thúc buổi học tại đây. Làm bài khó để cho nó ấy thôi mà. Để rèn luyện đấy mà. Người ta gọi là kiểm tra trình độ ấy. Test trình như mọi người, test trình như mọi người. Dạ đúng rồi ạ. Ok rồi, thầy xin chào tạm biệt tất cả các con nhé. Hẹn gặp lại các con vào buổi học tối thứ 6. Xin chào thầy. Thì tại con chứ. Ok. Bye bye. Em phải game chưa? Ok, tạm biệt tất cả các con. Hẹn gặp lại các con vào buổi học cuối tuần nhá. Bye bye. Này, tính ra là em thầy bằng tuổi em con. Em thầy á? À, bằng... Con trai của thầy bằng tuổi em con. À dạ vâng. Năm nay là em đang được 7 tuổi, sắp sửa sang tuổi thứ 8. Ồ.
Ok, tạm biệt tất cả các con nhé. Hẹn gặp lại các con vào buổi học cuối tuần. Bye bye. Ok, thầy xin phép là dừng phòng học của chúng ta tại đây nhé. Tạm biệt tất cả các con ạ. Bye bye. Dạ. Dạ vâng, thầy chào con.